Hello anh em, lại một tuần nữa trôi qua thì trong cái video này thì mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái sản phẩm bảo mật nhúng cười on. Sản phẩm này thì nó được ứng dụng rất là nhiều trong các cái lĩnh vực nhúng IoT như là giám sát thông minh vân vân. Và cái bảo mật nhúng này có tên là AppSquare 6000 và nó có cái đặc điểm gì nổi bật thì anh em hãy cùng tìm hiểu với mình trong cái video lần này nhé. Và mình là An từ Brand PC. Vì là được ứng dụng trong các cái giải pháp nhúng IoT cần phải hoạt động liên tục, cho nên là AppSquare 6000 này thì cũng được trang bị cho mình những con chip mà mang lại cái hiệu suất ổn định cũng như là tiết kiệm điện. Thì với phiên bản mình đang cầm trên tay đây là trang bị cái con chip Celeron N6210. Con chip này thì tiêu thụ điện năng cực kỳ thấp, chỉ có 6,5W thôi, và có một cấu hình tốt hơn cho anh em là với con chip Atom thì công suất của nó cũng chỉ đâu đó khoảng 9W thôi, cực kỳ thấp. Và cái giải nhiệt độ hoạt động của cái bảo mạch này thì rất là rộng, bởi vì nó ứng dụng trong nhiều điều kiện môi trường khác nhau, với cái giải nhiệt độ hoạt động từ 0 đến 60 độ C và cái độ ẩm lên tới 90%. Một số ứng dụng có thể nói đến với con AppSquare 6000 này là cái giải pháp giám sát thông minh. Thì ngày nay thì có rất nhiều các cái camera được lắp đặt, tuy nhiên thì chúng chỉ có thể thu thập lại video một cách thụ động. Và làm sao để cho những chiếc camera này trở nên thông minh hơn thì nghĩa là chúng có thể nhận biết được người, các cái mối nguy hiểm cũng như là cảnh báo các cái mối nguy hiểm này. Thì với việc sử dụng cái bảo mạch nhúng AppSquare 6000 này cùng với cái con chip GPU Mobius Mirai X chuyên dành cho xử lý AI được gắn thêm vào trong đây, cũng như là một cái bộ công cụ Intel OpenVINO đến từ Intel để tăng tốc cái xử lý AI. Nó có thể phân tích trực quan và cung cấp được các cái thông tin xử lý đến người dùng để họ có thể đưa ra cái biện pháp xử lý, bao gồm là đếm này, tạo các cái bản đồ nhiệt này, phát hiện cảnh báo xâm nhập. Ví dụ để ngăn chặn sự xâm nhập thì con AppSquare 6000 này có thể xử lý và nhận các cái dữ liệu từ camera để xử lý và gửi các cái thông báo đến nhân viên bảo vệ để cảnh báo có người xâm phạm vào các cái vùng nguy hiểm. Và cái con AppSquare này có thể mở rộng với nhiều camera và hỗ trợ cái việc tăng tốc AI. Bảo mạch nhúng AppSquare này thì có cái cổng kết nối cực kỳ đa dạng cho các cái lĩnh vực nhúng IoT. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ có hai cái cổng USB 3.0 này. Có một cổng DisplayPort và HDMI cho xuất dữ liệu hình ảnh. Thì với bảo mạch nhúng AppSquare 6000 thì nó có cái GPU hỗ trợ Intel HD Graphics xuất được cả hai màn hình lên tới 4K. Thì ngoài ra thì với phiên bản chip Atom ấy, thì nó sẽ có thêm một cái cổng USB-C ở đây nữa. Đó, cho nên lựa chọn. Ngoài ra bên cạnh đó chúng ta sẽ có hai cổng LAN. Hai cái cổng LAN phía dưới này sẽ có tốc độ là 2.5 Gigabit và cổng LAN phía trên thì có tốc độ là 1 Gigabit. Ngoài ra thì nó sẽ có một cái cổng cấp nguồn này. AppSquare sẽ sử dụng cái nguồn là nguồn một chiều 12V DC. Chúng ta sẽ có thêm một cái khay SIM này, hỗ trợ 5G và 40 chân cổng GPU cho mục đích các cái lấy các cái dữ liệu từ các cảm biến trong các cái ứng dụng của anh em. Ngoài ra sẽ có một cái chân SATA, một SATA ở vị trí này. Đó. Ở phía này thì là cái cấp nguồn cho cái SATA này và một cái cổng audio, chân audio ở phía bên này. Phía bên này chúng ta sẽ có một cái cổng USB hỗ trợ trần giao tiếp USB 2.0 và truyền thông nối tiếp UART. Đó.
Với cái phiên bản chip Atom ấy, thì ở phía này thì chúng ta sẽ có thêm một cái cổng EDP nữa và một cái cổng truyền thông COM RS 232422 đó. Cái cổng này là sẽ là cái cổng BIOS update này. Và ngoài ra thì với chip Atom thì bên này ấy, thì chúng ta sẽ có một cái chân cũng phải có gồm 100 chân pin để kết nối các cái bảng mạch khác. Và ở phía mặt sau đó, mặt sau thì ở đây thì chúng ta sẽ có các cái khe cắm như là M2 2280 M cây này cho SSD và M2 2230 E cây. Cái chân này thì chúng ta sẽ một là dùng cho Wi-Fi, hai là với các cái ứng dụng AI ấy, thì chúng ta hoàn toàn có thể gắn cái con chip GPU đến từ Aeon Vega 30. Con này thì có cái bộ nhân của nó là con chip Intel Mori Vega Mira X tăng tốc hỗ trợ xử lý AI rất là tốt cho anh em. Đó. Ở đây thì mình có một cái tản nhiệt rồi. Đấy, hãng sẽ có một cái tản nhiệt đi kèm. Cùng với đó là với cái phiên bản chữ Atom thì chúng ta sẽ có thêm một cái module TTP 2.0. Cái module này thì giúp nâng cao cái tính toàn vẹn và bảo mật dữ liệu. Thì với TPM 2.0 được tích hợp thì điều này đảm bảo dữ liệu chính xác và đáng tin cậy, đồng thời cung cấp thêm một lớp bảo mật dữ liệu nữa. Đó, đấy là với option khi anh em sử dụng cái chip Atom. Trong các cái hệ thống nông nghiệp thông minh chẳng hạn, thì bằng cách lựa chọn cái bảng mạch Upsquare đến từ Aeon với cái bộ xử lý là Intel Atom X6413E với 4 nhân 4 luồng, tốc độ tối đa lên tới 3 GHz. Và một điểm nữa thì con chip này rất là tiết kiệm năng lượng với cái công suất tiêu thụ chỉ có 9W thôi. Thực sự nó là một điểm cộng rất lớn với những cái hệ thống hoạt động liên tục 24 trên 7 và cần sự ổn định. Thì nó có thể hỗ trợ các cái hệ thống kiểm soát môi trường tự động trong nông nghiệp. Thì thay vì việc phải trồng cây theo cách truyền thống thì chúng ta có thể xây dựng một cái hệ thống hoàn toàn tự động. Chúng ta có thể hoàn toàn được kiểm soát môi trường và sự sinh trưởng của cây trồng. Thì với hệ thống kiểm soát môi trường tự động này thì cùng với các cái cảm biến mà giám sát được các yếu tố như là độ ẩm này, nhiệt độ cũng như là nguồn cung cấp nước, thì dữ liệu này sau đó sẽ được chuyển đến các cái phần mềm AI tích hợp vào bảng mạch để mà xác định và định các cái cấu hình, các cái điều kiện để tăng trưởng tối ưu cho trang trại. Và người nông dân thì có thể xem trực tiếp, ghi lại hoặc là thay đổi bất kỳ điều kiện nào thông qua ứng dụng trên di động. Cây trồng được trồng trong các cái không gian khép kín thì sẽ được kiểm soát các cái nhiệt độ này, mức nước và độ ẩm. Nó sẽ được theo dõi chặt chẽ thông qua các cảm biến được kết nối qua các cái chân pin GPIO của Upsquare 6000. Và bảng mạch Upsquare 6000 thì hoàn toàn hoạt động tốt trong các cái điều kiện môi trường ngoài trời mà không gây ảnh hưởng đến hiệu suất. Vì bảng mạch Upsquare được thiết kế dành cho các cái môi trường khắc nghiệt với cái dải nhiệt độ hoạt động rất là rộng từ 0 đến 60 độ C và có thể chịu được độ ẩm tương đối lên tới 90%. Về hệ điều hành hỗ trợ thì cái con bạc bạch nhúng này hỗ trợ cả hệ điều hành Windows này, như là Win IoT, hệ điều hành Ubuntu và Gecko 3.1. Hiện nay thì Brand VC đang phân phối chính hãng dòng sản phẩm bảng mạch nhúng Upsquare 6000 cũng như là các dòng bảng mạch nhúng và boxer khác trong ngành lĩnh vực IoT đến từ Aeon với chính sách bảo hành chính hãng 12 tháng. Và anh em muốn sở hữu sản phẩm này một cách tốt nhất cũng như hỗ trợ một cách sớm nhất thì anh em hãy liên hệ với Brand VC qua thông tin hiển thị ở phía trên màn hình hoặc click vào đường link ở phía dưới phần mô tả. Và anh em đừng quên ấn like, subscribe và ấn chuông đăng ký kênh để không bỏ lỡ những cả video tiếp theo đến từ VNVC. Anh em mà có đóng góp gì về video cho VNVC, em hãy để lại một phần comment ở phía bên dưới.
BrandDC luôn sẵn sàng đón nhận những góp ý quý báu từ anh em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau.